Đây là mặt trước của chợ Bến Thành nha các bạn. Mình sẽ dẫn các bạn vô trong đó tham quan coi có cái gì mới, cái gì hay, cái gì độc lạ, mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Ở đây có đám cưới, đang chụp hình đám cưới. Mình thấy đa số đám cưới nào cũng đến đây sẽ chụp hình nhiều lắm. Kiến trúc sư của người Pháp. Xin chào các bạn. Các bạn thấy cái bát gạo ở như sao, là các bạn biết mình đang đứng ở đâu rồi đúng không? Đây là chợ Bến Thành. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan xung quanh chợ Bến Thành và vòng quanh ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh này ha. Mình đi bằng walking. Mình dự tính là đi khoảng chừng 5 khoảng 5 cây hay là hoặc 7 cây số gì á, để mình quay xung quanh khung cảnh ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh này nó đẹp cỡ nào, có cái gì hay, hoặc là buổi sáng nó có đẹp so hơn buổi tối hay không. Ok thôi, bây giờ đi theo chân mình ha các bạn ha. Ok, đây là mặt trước của chợ Bến Thành nha các bạn. Mình sẽ dẫn các bạn vô trong đó tham quan coi có cái gì mới, cái gì hay, cái gì độc lạ, mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Nhưng mà các bạn biết rồi đó, mình cho các bạn quay cận cảnh cho các bạn xem, nhưng mà mình sẽ không hỏi giá cho mấy người bán hàng, tại vì các bạn biết dân Việt Nam mình hỏi mà không mua là dễ bị chửi lắm ha. Chứ không phải là ở bên nước ngoài sao cũng được, dễ lắm các bạn ơi. Nói chi xa, nói gần đây là ở bên Thái Lan, mình cũng đi qua bên Thái Lan được 3 lần. Qua bển là mình trả giá, mình không mua cũng ok, mà mình hỏi giá hay mình cầm hàng lên, mình coi mình không mua, mình bỏ mình đi, người ta cũng vẫn mỉm cười niềm nở ha. Ok, bắt đầu đi. Cái này là cổng trước ha. Bây giờ các bạn có nhìn thấy cái đồng hồ không? Chợ Bến Thành này được xây dựng năm 1912 nha các bạn. Ok, bây giờ theo chân mình đi vô trong lòng chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành có 4 cửa, đông tây nam bắc. Mình đang đứng ở đây, chắc mình đứng ở cửa đông. Đúng y chang luôn ha, mình đứng ở đây, mình từ đầu mình đi vô là cửa này là cửa đông nha các bạn. Hãy
Thôi được rồi, mình lấy kêu lấy cái bóng được rồi. Thank you.
Dạ không. Phim mới không mà cũng ngon hay nhỉ. Dạ không, chỉ quay phim. The Jane makes our records. Yeah.
Ok các bạn, mình đi ra ngoài nha. Mình không có quay nữa. Nói chung là đi tới luôn như cũng nhiêu đó thôi. Tại cái chợ Bến Thành này nó rộng chỉ có là 13.000 mét vuông thôi. Thì mấy cái mặt hàng bán thì nó cũng giống ná ná nhau thôi. Mình đi vô, mình đi vòng vòng thì mình đi. Hồi đó mình gặp cái mặt hàng đó rồi mình đi chút xíu mình cũng gặp đụng cái mặt hàng đó. Mà nhiều tiểu thương trong đây họ không cho mình quay phim. Mình cũng không hiểu sao nữa. Có chỗ thì quay ok lắm, rồi có chỗ thì họ cũng mời chào rồi để coi có mua hàng không. Cũng có chỗ thì họ cũng cười dễ thương lắm, mà có một số người thì họ cũng không cho quay phim. Mà các bạn lưu ý nhớ nha, mua đồ ở đây là nhớ phải trả giá nha. Họ bán họ tăng cái giá lên cao lắm đó. Nếu các bạn mà trả giá xuống mà khoảng chừng 40% thì ok ha, được, quá tốt. Nhớ nha, phải trả giá nha. Ok, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một số điểm nữa. Chẳng hạn như đường Nguyễn Huệ hay là nhà hát thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ok, get go. Đi theo chân mình thôi. Ok các bạn, bạn thấy nhìn từ xa là đã biết đoán ra là đó là biểu tượng gì rồi đúng không? Đó là biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh, nhà hát thành phố ha. Ok, giờ mình sẽ đi lại gần hơn ha. Đây là công viên lần trước của nhà hát thành phố Hồ Chí Minh. Còn đây là xe buýt. Đây là xe buýt 2 tầng, để các bạn mua vé đâu đó là mình nhớ là
250.000 á, thì nó sẽ chở các bạn đi vòng quanh cái tham quan xung quanh cái trung tâm thành phố Hồ Chí Minh này. Nhưng mà mình khuyên các bạn nên đi buổi chiều mát mát ha, hay hoặc là đi buổi tối ha, chọn đi buổi sáng là ban ngày là nắng là thôi chịu không nổi luôn. Đây mình quay lại cận cảnh hơn cho xe bus 2 tầng. Mình nhớ giá vé là 250.000 á, có gì các bạn lên trang web của họ rồi các bạn xem giá lại ha. Mà nhớ lưu ý nên đi buổi chiều hoặc buổi tối ha. Còn nếu mà buổi tối thì thành phố lên đèn thì còn càng đẹp hơn nữa. Chứ đi buổi trưa là nắng nóng chịu không nổi luôn. Giờ mình đang tiến lại gần nhà hát thành phố Hồ Chí Minh. Sao các bạn nhìn thấy sao? Có đẹp không? Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng năm 1898 và mở cửa năm 1900. Ngày xưa thành phố Hồ Chí Minh cũng là quốc hội của Nam Kỳ và Hạ viện. Ở đây có đám cưới, đang chụp hình đám cưới. Mình thấy đa số đám cưới nào cũng đến đây sẽ chụp hình nhiều lắm. Đây là xe cưới các bạn nhìn thấy lạ không? Xe vô lẹt luôn ha. Đây là khung cảnh đằng trước nhà hát thành phố Hồ Chí Minh. Ok, mình sẽ tiến lại gần hơn nữa. Đứng trước xe em làm tao không đỡ trước xe. Ồ,
Ok các bạn, đây là mặt trước công viên cực kỳ đẹp của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Mình nghe nói Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có cho bán vé để người dân vào tham quan. Có gì các bạn có muốn vào thì vào chậm xe đi xung quanh tham quan để cho biết ha. Đây các bạn nhìn bức tượng này các bạn đã biết ai rồi đúng không? Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, một vị anh hùng của Việt Nam. Ông sinh ra 1890 và mất 1969. Một vị lãnh tụ vĩ đại. Xung quanh đây có cái ao, có cái hồ nhỏ xíu hơn, gọi là bông sen. Đây là góc cảnh từ xa của Ủy ban nhân dân thành phố. Rồi mình tiến lại gần cận cảnh hơn cho các bạn xem ha. Ủy ban thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng năm 1898 và hoàn thành năm 1908. Đưa vào hoạt động năm 1909 ha các bạn ha. Rồi bên đây là lịch sử Đảng Cộng sản ha. Rồi các bạn nhìn toàn cảnh phía trước của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Công viên trồng hoa tươi đẹp quá các bạn ơi.
đây trước mặt các bạn là phố đi bộ Nguyễn Huệ, để mình quay một vòng xung quanh cho các bạn xem ha. Mé bên kia là nhà hát thành phố hồi nãy mình mới vừa tham quan rồi ha. Ok, để mình tiến lại gần hơn. Giữa này có công viên đẹp quá các bạn ơi. Xuống đường dưới đây là mình đi thẳng xuống là ngay cho chợ Bến Thành là nãy mình mới vừa tham quan rồi ha. Đây, một lần nữa nhà hát thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn hãy lưu ý một điều, khi mà đi quay xung quanh thành phố Hồ Chí Minh này, cầm điện thoại phải cầm cho chắc, cẩn thận đồ tư trang cá nhân nha. Không có tin ai được đâu các bạn. Đây, phố đi bộ Nguyễn Huệ vào lúc 10 giờ sáng vắng hoe luôn. Để dịp sau mình sẽ đi buổi tối, mình sẽ quay phố đi bộ đi Nguyễn Huệ và khu ăn chơi bậc nhất Sài Gòn này cho các bạn xem ha. Thì mình nói cái khu ăn chơi bậc nhất Sài Gòn này là các bạn biết ở đâu rồi đúng không? We'll be right back.
đây tòa nhà này hồi nãy mình nói với các bạn, đây là Bitexco ha. Ngày xưa nó là một tòa nhà cao nhất thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ thì không còn nữa, bây giờ là lên mắt ở bên Vinhomes là nắm chùm. Lên mắt bây giờ là cao nhất Sài Gòn mình, mà cũng là cao nhất ở Việt Nam mình. Rồi mình sẽ cho các bạn xem đây là gì. Đó là một cái chung cư cũ lâu đời nhất ở thành phố Hồ Chí Minh này, nhưng tất cả trên đó đều có bán tất cả thức ăn, là nước uống, là rượu, trà sữa, hay hoặc rượu, hay là quán bar, các món ăn Á Âu đồ này nọ trên cảnh là có đầy đủ hết. Các bạn đến phố đi bộ Nguyễn Huệ này, các bạn nên lên trển để check in. Lên trên đó mình sẽ nhìn xung quanh toàn cảnh phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng đẹp lắm đó. Các bạn thấy không, quá trời biển quảng cáo bán không, nào là chi chi sushi nè, kangaroo nè, boccha nè, đồ này nọ, cà phê đủ thứ hết trơn. Các bạn đến đây nên lên đó check in ha. Nhưng mà đồ ăn thức uống ở trên đó cũng không có rẻ đâu nha. Cái gì cũng mắc hết đó. Các bạn biết mà, trung tâm Sài Gòn mà, cái gì cũng đắt đỏ hết. Các bạn thấy bách cao của mình là các bạn đó biết ở đâu rồi đúng không? Đây là một cái biểu tượng không thiếu sự hấp dẫn của thành phố Hồ Chí Minh. Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, ngày xưa còn gọi là bưu điện Sài Gòn. Ok, cùng theo chân mình vô trong đó tham quan coi có gì mới lạ ha. Trước tiên vào đó thì mình đi qua, mình quay sơ sơ bên phía nhà thờ Đức Bà. Đây là nhà thờ Đức Bà bạn, các bạn ha. Biết sao trùng tu lâu lắm rồi, mình nhớ không lầm đâu đó 6-7 năm rồi đó mà vẫn chưa xong. Hôm nay cái mặt mé bên đây là mình thấy xong ha, tháo dàn giáo ra hết rồi. Còn mặt trước này thì vẫn chưa. Nhà thờ Đức Bà này cũng là biểu tượng bậc nhất của thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Đây là công viên trước nhà thờ Đức Bà. Đây các bạn nhìn cận cảnh, cái này là mặt trước của nhà thờ Đức Bà chưa hoàn thành ha. Cái tòa nhà xanh xanh đằng kia là Diamond Plaza, khu mua sắm những mặt hàng đắt đỏ.
còn đây là tượng Đức Mẹ. Còn đây xung quanh khung cảnh đằng trước bưu điện Sài Gòn các bạn. Đây các bạn, chúng ta đang tiến gần sát cận cảnh bưu điện Sài Gòn. Bưu điện Sài Gòn là cái tên ngày xưa người ta gọi, còn hiện tại bây giờ người ta thường gọi là bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh. À, mình chuẩn bị cận cảnh đi vào ha. Trước mặt bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh có cái đồng hồ ha. Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh này được hoàn thành năm 1891. Xin lỗi các bạn. Bắt đầu xây dựng năm 1891 và hoàn thành năm 1889 do kiến trúc sư của người Pháp. Ok, bây giờ mình tiến xong vào trong ha. Đây là một cái đồng hồ lâu đời mà lúc nào cũng chạy đúng giờ, không bao giờ ngừng nha các bạn. Vô trong này cực kỳ mát luôn. Mén lên đây là mén đồ lưu niệm. Các bạn nhìn máy vòm ở trên cực kỳ đẹp. Mấy bên đây là cũng bán đồ lưu niệm luôn nha các bạn. Thank you.
Ok các bạn, mình đã tham quan xong ra. Nói chung là mọi cái cực kỳ tuyệt đẹp. Các bạn phải dành thời gian thì nếu ở gần thành phố Hồ Chí Minh này nên đến check in một lần ha. Hai bên mé bên góc bên đây có bán đồ lưu niệm, mà theo mình nghĩ mấy đồ lưu niệm nó cũng tới luôn, nó cũng giống như ở bên chợ Bến Thành thôi chứ không có khác gì nữa. Nhưng mà mình muốn vô mình quay đồ lưu niệm cho các bạn xem coi có nó đẹp cỡ nào đó, nhưng mà đa số họ không cho quay phim nha các bạn. Đa số họ không cho quay phim cho nên thôi mình vô mình tham quan, mình quay vòng vòng bưu điện Sài Gòn xong rồi mình đi ra.